Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 7 tây tháng 2 ở Việt Nam đó, hôm nay đã là ngày thứ ba ngày 8 tây tháng 2 rồi Thì hôm nay thường đã chuẩn bị sẵn rất là nhiều những cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta hãy đi vào một số thông tin nhanh chóng đi Các bạn đã thấy là chúng ta hôm nay đó, nhìn vào giá cả của BTC lại tiếp tục đẩy cho lên Và hôm nay đó, nguyên một ngày hôm nay các bạn thấy là tiếp tục giữ trên cái mức là hơn 44.000 đô Bây giờ đã là 44.160 đô rồi Mà cái điều đặc biệt ngày hôm nay đó, khi mà các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán nói chung đó chúng ta sẽ thấy được là hôm nay lại là một màu đỏ Thật ra đó, sáng hôm nay đó, tất cả ba chỉ số lớn tại Hoa Kỳ Chỉ số Dow Jones, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq cả ba chỉ số đều là màu đỏ Tới cuối cùng đó thì các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã trở lại là không tăng không giảm là 0% ngày hôm nay nhưng mà chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq vẫn là màu đỏ và các bạn thấy là chỉ số Nasdaq là chỉ số mà gần đây giá cả của BTC và crypto đi cùng xu hướng đó Hôm nay là màu đỏ nhưng mà crypto vẫn là màu xanh ngày hôm nay. Các bạn thấy được đây là một cái tiến triển rất là tốt. Chúng ta nhìn chung đó, thị trường hôm nay là một màu xanh và mà chúng ta có một số đồng rất là xanh như là các bạn thấy Shiba Inu hay là XRP hay là Cardano, AVAX. Thường cũng có thông tin liên quan tới XRP, thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa. Nhưng mà điều mà mình thường muốn chia sẻ đây đó là các bạn thấy là chúng ta đã từng nói là một cái chương mục đầu tư đó mà muốn thật sự đa dạng hóa thì cần phải có Bitcoin cần phải có crypto tại vì đây là một tội tài sản hoàn toàn khác nhưng mà gần đây các bạn thấy được là khi mà bitcoin đã đi cùng xu hướng với lại chỉ số chứng khoán nasdaq thì đó là điều chúng ta không muốn thấy tại vì các bạn nó nghĩ đi nếu như mà cái giá trị đối với nhà đầu tư đương nhiên btc có nhiều giá trị khác nhau có người dùng btc đó để dùng làm phương tiện thanh toán có người dùng làm tài sản lưu trữ giá trị có người thích công nghệ có nhiều người tới thị trường này vì nhiều lý do khác nhau nhưng mà đối với một nhà đầu tư đó trên căn bản nếu như nhà đầu tư thông thường lý do tại sao mà họ cần phải lưu trữ bitcoin và crypto là chúng ta nói tại vì đây đó là một cái ngành hoàn toàn khác, một cái loại tài sản hoàn toàn khác thì đương nhiên nó phải có một cái hướng đi riêng của nó. cho nên chúng ta thực sự là không có muốn thấy là giá cả của btc đi cùng xu hướng với chỉ số nasdaq. đó là điều mà à, Thuận đã từng chia sẻ với các bạn rồi. cho nên rất tốt khi chúng ta thấy được là cuối cùng thì à, gần đây đã có vài ngày các bạn thấy được là thị trường crypto và thị trường Hoa Kỳ nó đã không có đi cùng một xu hướng nữa và nhìn xa ra đó thì Thuận đã chia sẻ với bạn trước đây là chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì giá cả của btc không có đi cùng với xu hướng của bất cứ một loại tài sản nào hết. Chúng ta muốn thấy điều đó tiếp tục xảy ra tại vì đó là cái giá trị của Bitcoin đối với nhà đầu tư thông thường là một loại tài sản mà chúng ta cần phải đa dạng hóa. Chứ còn nếu như mà Bitcoin cứ đi chung với lại thị trường chứng khoán thì chúng ta đâu cần phải đầu tư thêm Bitcoin làm gì nữa. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy và tiếp tục muốn thấy điều đã xảy ra. Và chúng ta nhìn vào pre-market như là hợp đồng tương lai hiện bây giờ thì các bạn thấy được là ba chỉ số đều là màu xanh nhưng mà chỉ số Dow Future thì cũng đi hàng ngang mà thôi 0% S&P Future thì tăng 0,05 nghĩa là cũng đi hàng ngang Và Nasdaq Future đó thì tăng 0,18% Có nghĩa là ngày mai đó nếu như cứ tiếp tục như vậy Thì đây là cái dấu hiệu là ngày mai chứng khoán mở cửa Có thể là xanh một chút đó là những gì mình thường muốn chia sẻ ở đây Chúng ta có thể nhìn là hôm nay là cái ngày đầu tiên trong một thời gian rất là dài Chúng ta cuối cùng đã rời khỏi cái điểm sợ hãi Các bạn thấy được hôm nay đó là chỉ số tham lam sợ hãi đã lâu rồi chúng ta mới thấy Chuyển lại màu vàng có nghĩa là neutral, có nghĩa là bình thường Chúng ta nhìn bên dưới này đó để thường cho các bạn thấy được là trong vòng thời gian là một năm qua đi Thì các bạn thấy được là chúng ta đã nằm ở trong cái thời điểm đó là sợ hãi đó là từ À, tháng 12 cho tới bây giờ các bạn thấy là trong thời gian qua chúng ta tiếp tục nằm trong vùng sợ hãi cuối cùng chúng ta đã rời khỏi và đang nằm ở cái vùng bình thường neutral ngày hôm nay và chúng ta đã nói tới nhìn chung thị trường hôm nay đó là màu xanh nhưng mà nhìn một số như đồng lớn thì các bạn thấy được là BTC tăng 3,1% ngày hôm nay Ethereum thì tăng 2,7% BNB đó thì tăng 1,8% các bạn thấy được XRP là đồng mà tăng nhiều nhất trong cái top 10 ngày hôm nay tăng gần như là 20% và trong vòng 7 ngày qua đó XRP cũng là đồng mà tăng nhiều nhiều nhất trong những đồng lớn các bạn thấy được là tăng tới gần như là 40% Chúng ta sẽ nói thêm về XRP Nhưng mà các bạn thấy được là ngoại chỉ XRP ra thì Cardano cũng tăng 5% ngày hôm nay Solana thì hầu như đi hàng ngang các bạn thấy Polkadot thì tăng nhẹ 1,8% uh, Terra Luna uh, thì tăng 3,1% trăm. Còn những đồng khác các bạn thì được là Doge cũng tăng 3,4%, Avalanche à, thì tăng 4% và Shiba thì tăng 13,7%. Nói tới XRP đó thì các bạn thấy được chúng ta nhận thêm một thông tin ngày hôm nay. Đương nhiên thông tin này đó là xoay quanh vấn đề liên quan tới cái vụ kiện giữa SEC Ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và công ty Ripple thì vụ kiện này đã kéo dài một thời gian rồi. Nhưng mà nào mà không có rành thì dễ hiểu nhất đó là SEC, Ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ kiện công ty Ripple vì họ bán đồng XRP, đồng XRP đó. SEC cho đây là một cái loại chứng khoán cho nên công ty Ripple đã bán chứng khoán không có đăng ký và đây cũng là cái lý do mà SEC đã từng kiện nhiều dự án và trước đây đã những dự án đều coi như là thuần phục dưới SEC có nghĩa là một là họ dẹp dán của họ giống như chúng ta nói tới dự án Kik hay để chúng ta nói tới dự án của Telegram là dự án Thon các bạn đã nhớ là ngay cả Telegram trước đây đã cũng định đưa ra một token nhưng mà SEC đã không có cho phép và đã hăm dọ là sẽ kiện công ty Telegram cho nên cuối cùng đó Telegram cũng đã rút lui và không có đưa ra token của mình và một số dự án khác đó, như là chúng ta thấy được EOS thì đóng phạt rồi tiếp tục có token của mình mà thôi nhưng mà khác biệt ở đây đó là công ty Ripple đã không lựa chọn hai cái con đường đó mà đã lựa chọn là ra tò với lại SEC và đây là điều kiện đã kéo dài một thời gian rồi thì cái thông tin mới nhất đó mà thường muốn chia sẻ ở đây đó theo thường hiểu mà thôi thường không phải là một luật sư cho nên thường sẽ không có làm bộ như là thường biết tất cả những thông tin này thường chỉ có thể chia sẻ những gì mà thường hiểu được và chia sẻ một cách đơn giản nhất với các bạn đã cho phép công ty ripple đòi hỏi một số những thông tin đến từ sec hiểu đơn giản hơn đó là công ty ripple đó một trong những uh, cái lý luận mà họ lập ra để mà bảo vệ họ thì công ty ripple nói đó là trước đây thì sec đi kiện những công ty khác tại vì họ phát hành token sau đó họ bán ico mà ico đó sec cho là chứng khoán cho nên kiện thì đó là những việc trước đây nhưng mà cái sự việc của ripple đó là hoàn toàn khác tại vì đó khác ở chỗ là công ty Ripple thành lập xong rồi đồng XRP đó là được tặng cho họ chứ không phải là họ tạo ra đồng XRP có nghĩa là công ty Ripple và XRP là hai đơn vị khác nhau có người đã tạo ra đồng XRP sau đó tặng cho công ty Ripple sau đó công ty Ripple đúng là bán đồng XRP này nhưng mà không phải là bán cái dạng như là ICO giống như là những công ty khác mà đã từng bị kiện bởi SEC vì lý do đó, đó thì SEC lấy cái cớ gì à, mà nghĩ là những cái điều này giống nhau cho nên họ mới đi kiện công ty Ripple. Tại vì ở Hoa Kỳ đó theo luật đó thì nó có một cái gọi là uh, motion to strike fair notice defense có nghĩa là tại vì đó tòa án không muốn là bất cứ ai cũng có thể là đi kiện với một cái lý do không chính đáng làm tắc nghẽn cái uh, hoạt động của tòa án cho nên bất cứ ai mà đưa ra đơn kiện cũng cần phải đưa ra một số lý do chính đáng tại sao lại kiện người kia thì uh, Công ty Ripple nói đây đó là SEC không có lý do chính đáng để mà kiện công ty Ripple, cho nên họ đòi hỏi đó là trước khi mà làm đơn kiện cho công ty Ripple đó thì SEC đã có những cái lập luận gì là những cái lý thuyết về luật như thế nào mà nghĩ là công ty Ripple đã phạm luật. Nếu như mà SEC dựa vào những lập luận như những công ty kia thì cũng hợp lý, tại vì vụ kiện này khác với những những cái công ty kia như lần mới vừa chia sẻ với các bạn thì điều này tốt hay là xấu thì trước hết các bạn thấy được là thấy giá cả tăng các bạn cũng đã hiểu là phần lớn nhà đầu tư đó cho đây là thông tin tốt và đối với lại một luật sư mà thường hay theo dõi cái sự kiện này đó là Jamie Hogan thì cũng đã nói là ít ra chúng ta thấy được là đây là thông tin tốt tại vì cho thấy được là vụ kiện này đã chuyển qua một cái giai đoạn mới giai đoạn thứ hai và đây là cái giai đoạn mà nhiều điều sẽ xảy ra và có thể là dẫn đến kết thúc của vụ kiện này cho nên sự kiện này bây giờ đó thì nhiều nhà tư cho là một điều tốt cho nên nên chúng ta thấy được là giá cả của XRP đã tăng, đó là lý do tại sao mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác đi, thì các bạn thấy được là trên màn hình đây là cái bảng thống kê của những loại tài sản đáng giá nhất trên thế giới hiện bây giờ. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn thấy bên trên màn hình thì Bitcoin sau cái sự tăng trưởng gần đây đó thì đã trở lại vị trí thứ chín là cái loại tài sản đáng giá nhất thứ chín trên thế giới, Thì đứng sau lưng vàng ở mức là 11 một nghìn tỷ các bạn thấy được là nếu như mà Bitcoin có thể đạt được cái số lượng vốn hóa của vàng đó thì giá cả của một đồng Bitcoin sẽ hơn 500 000 đô. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là nhiều người như là Cathy Wood, như là một số những nhà phân tích khác đó nói là Bitcoin hoàn toàn có thể là đạt được 500 000 đô cho một đồng BTC nếu như mà Bitcoin đó là vàng 2.0 có thể đạt được cái vốn hóa như là vàng. Thứ nhì là Apple các bạn hiểu được công ty Apple đáng giá tới 2,8 nghìn tỷ thứ ba là Microsoft đáng giá 2,2 nghìn tỷ thứ tư là Saudi Aramco thì Saudi Aramco đó là đáng giá 1,9 nghìn tỷ thứ năm là Alphabet như là Google đó đáng giá 1,8 nghìn tỷ thứ sáu là Amazon đáng giá 1,6 nghìn tỷ thứ bảy là thị trường bạc đáng giá là gần như 1,3 nghìn tỷ và thứ tám là Tesla là hiện bây giờ đó với cái giá cả của cổ phiếu đi xuống thì đã dưới 1 000 tỷ 911 tỷ và thứ chín là chính là BTC 835 tỷ đáng giá hơn Berkshire Hathaway đáng giá hơn công ty Facebook và đáng giá hơn Nvidia, Tencent, Visa nhiều công ty khác và bên dưới này các bạn thấy được là chúng ta lại thấy một đồng khác nữa đó chính là Ethereum Ethereum bây giờ đó ở mức là 376 tỷ là là cái loại tài sản đáng giá thứ 26 trên thế giới rồi và các bạn thấy được là với cái sự tăng trưởng vốn hóa như vậy đó càng ngày càng nhiều người công nhận cái giá trị của crypto nói chung và đương nhiên giá trị của BTC là một loại tài sản lưu trữ giá trị thì chúng ta thấy được là càng ngày càng có nhiều công ty lưu trữ Bitcoin, thậm chí ngay cả Ethereum như là một loại tài sản trong công ty và dựa theo cái thống kê mới nhất đó thì tới cuối năm 2021 các bạn thấy được công ty Tesla vẫn lưu trữ gần như là 2 tỷ đô la Bitcoin. Các bạn đã nhớ là công ty Tesla mua đó là họ đã mua năm 2021. À, 1,5 tỷ đô la Bitcoin Sau đó đó thì à, họ đã bán khoảng chừng 10% Lý do tại sao bán đó thì Elon Musk nói là bán để kiểm tra Cái tính thanh thoảng và theo những gì mà chúng ta thấy được là sau đó thì họ đã không có bán nữa và thống kê mới nhất dựa theo tài liệu nạp với lại ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ đó thì Tesla bây giờ vẫn lưu trữ gần như là 2 tỷ đô la. Các bạn thấy được là họ bỏ 1,5 tỷ đô la năm 2021 để mà mua Bitcoin. Cái giá đó thì không có công bố nhưng mà người ta chứng đó là khoảng chừng là 31.000 đô. Thì các bạn thấy được là 1,5 tỷ đô la họ đã bán 10% Để mà à, kiểm tra tính thanh thoảng đó là cái phần đó họ đã lời 100% rồi Họ lời đó là 128 triệu khi mà họ bán 10% đó Nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng còn lại đó bây giờ vẫn đáng giá gần như là 2 tỷ đô la Trong khi cái vốn họ bỏ ra chỉ có là 1,5 tỷ mà thôi Không tính cái số tiền lời mà họ đã có 128 triệu mà họ đã bán năm ngoái thì các bạn đã thấy là những công ty khác nhìn về những con số này thì họ sẽ có cái nghĩ như thế nào họ sẽ có nghĩ là tại sao chúng ta không làm như vậy cái số tiền mà tiền mặt đó nằm trong công ty thì từ năm ngoái tới năm nay đó ít nhất là dựa theo thống kê chính thức của Hoa Kỳ đã mất đi 7% rồi chứ đừng có nói tới là lời như vậy mặc dù là giá cả BTC lên xuống thời gian ở một năm qua rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi công ty Tesla vẫn tăng và đương nhiên không chỉ đi là công ty Tesla, các bạn thì được chúng ta lại nghe nói tới một công ty mà rất là quen thuộc Đó chính là công ty kiểm toán, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới là KPMG à, Nhưng mà đây là thông tin liên quan tới KPMG của Canada Và thông tin ngày hôm nay đó là KPMG cũng đã nạp thêm Bitcoin và Ethereum vào ngân sách công ty có nghĩa là KPMG của Canada đã có Bitcoin và Ethereum ở trong ngân sách công ty của họ và đương nhiên càng ngày các bạn thấy càng ngày đó thì Ethereum càng đi chung với Bitcoin như là một loại tài sản và như bạn có biết đó là thuận là cựu cố vấn của KPMG và thuận đã làm cho KPMG đó gần như là 5 năm sau khi mà thuận rời khỏi và ba năm qua đó thì thuận đã làm cho một công ty tài chính khác và thuận vẫn đang làm cho công ty đó ở quận Cam hiện bây giờ nhưng mà KPMG đó là một trong những công ty mà thuận đã làm À, thời gian rất là dài và KPMG đó thì lúc đó thường là Senior Consultant có nghĩa là tư vấn cấp cao của KPMG và thời điểm mình làm cho KPMG là thời điểm mà thường bắt đầu cái kênh channel YouTube này cho nên đối với thường nơi thì thường khá hiểu về cái cách hoạt động của KPMG cái mà thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn đó là thứ nhất KPMG chưa có thông báo là họ thực sự lưu trữ bao nhiêu Bitcoin và Ethereum nhưng mà điều đó cũng không quan trọng đâu Tại vì sao tôi nói như vậy? Tại vì các bạn thấy trên màn hình đây là thống kê những công ty lớn mà đang lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của họ Thì mặc dù các bạn thấy là công ty đứng đầu bây giờ đó không ai khác hơn Đó chính là công ty MicroStrategy Họ lưu trữ tới 125.051 BTC Cái số lượng họ lưu trữ đó nhiều cực kỳ luôn Nhưng mà các bạn thấy được là công ty MicroStrategy đó thật ra có sự ảnh hưởng không có lớn đâu Các bạn cứ nhớ đi Trước khi mà công ty MicroStrategy lưu trữ Bitcoin đó thì các bạn có biết công ty này là công ty nào không? Các bạn phần lớn sẽ không có biết đâu. Cho nên á, không phải là lưu trữ bao nhiêu mà quan trọng là công ty nào. Các bạn thấy được chúng ta có những công ty như là Tesla và KPMG đó chứ dù họ không có lưu trữ nhiều như là MicroStrategy nhưng mà cái sự ảnh hưởng nó lại lớn hơn. Tại vì Tesla là công ty lớn, KPMG là công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. KPMG lưu trữ Bitcoin crypto trong ngân sách cũng như là cho một cái tín hiệu đèn xanh cho nhiều công ty khác đó suy nghĩ đến là ngay cả khi KPMG cũng nghĩ đó là một ý kiến tốt lưu trữ Bitcoin và Ethereum trong ngân sách của công ty thì sẽ khiến cho nhiều công ty khác nó có cái lòng tin cao hơn hy vọng các bạn hiểu cái điều khác biệt ở đây nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó, đó chính là Coin98 Wallet Đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó Giúp các bạn có thể lưu trữ coin, token trên hơn 30 blockchain khác nhau Mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin98 đó các bạn có thể Swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn Swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin98 và các bạn thấy được là cái dự bỏ phiếu đó liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường nữa thì cuối cùng cũng đã kết thúc cũng rất nhiều bạn tham gia bỏ phiếu và trước hết cảm ơn những bạn đã tham gia bỏ phiếu tổng cộng có 705 bạn và các bạn đã thấy được là kết thúc như thế nào kết thúc đó thì phần lớn gần như là 41 phần các bạn là nói chúng ta đang nằm ở cái dùng hoài nghi và kế tiếp đó là 22,98 phần nói là chúng ta đang nằm ở cái dùng hy vọng thì như thường đã chia sẻ với các bạn bất cứ một mùa tăng trưởng nào một đợt tăng trưởng nào cũng bắt đầu từ hoài nghi rồi đến hy vọng các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Nhưng mà các bạn nghĩ sao đó thì một lát thường sẽ xem những cái comment nhưng mà một công ty mà chúng ta biết đó là cũng tiếp tục bullish thật ra đó thường cũng khá là vui khi mà chúng ta thấy đó là một công ty mà không có thay đổi cái suy nghĩ của mình các bạn thấy được là rất nhiều người trên thị trường này đó hầu như là tâm trạng của họ thay đổi theo từng ngọn nến các bạn thấy được là hôm nay họ bullish ngày mai họ bearish hay là nhiều công ty đó nhiều nhà đầu tư đó thì các bạn thấy được là tháng trước họ bullish tháng này họ bearish mặc dù là về cái phương diện đó là căn bản nó không đi khác biệt hết nhưng mà có một trong những công ty mà không thay đổi cách nhìn của mình các bạn thấy được đã không thay đổi hai năm nay rồi đó chính là bloomberg thì Bloomberg đó lại đưa ra thêm cái bản thông báo cho tháng 2 năm 2022 về suy nghĩ của họ liên quan đến Bitcoin và Ethereum là như thế nào thì các bạn có thể đoán được là họ nghĩ như thế nào hay là không các bạn đã nhớ là hai năm qua họ vẫn tiếp tục giữ cái vị thế của mình là họ vẫn nghĩ là Bitcoin tiếp tục tiến đến cái mức là 100.000 đô thì bây giờ cũng như vậy các bạn thấy được là trang thứ sáu của cái bài mới nhất này đó thì nói là bây giờ đó thì họ vẫn tiếp tục có suy nghĩ đó là Bitcoin vẫn đang tiến tới 100.000 đô đó là cái điểm kế tiếp của BTC và nhìn xa ra đó thì thật ra trong thời gian qua họ vẫn nghĩ là Bitcoin đi hàng ngang từ 30.000 tới 60.000 tuy là cái phạm vi từ 30.000 tới 60.000 là phạm vi này rất là lớn nhưng mà các bạn thấy được là nhìn xa ra zoom ra thì thật ra chúng ta vẫn tiếp tục trong cái phạm vi đó họ vẫn nghĩ chúng ta vẫn đang trên con đường lên 100.000 đô và với những cái tiến triển gần đây liên quan tới giá của BTC đó họ nghĩ là Bitcoin đã thành công để mà giữ vững cái mức này như là một cái nền để tiếp tục tiến tới chứ không phải là một cái trần mà chúng ta sẽ thấy downtrend từ đây đó là suy nghĩ của bloomberg họ vẫn tiếp tục nghĩ như vậy thì tại sao vậy các bạn thấy được là họ thì nhìn vào rất nhiều những thông tin chúng ta đã từng nói đến như là lạm phát như là vai trò của bitcoin như là một mạng điện tử vân vân nhưng một điều khác nữa họ cũng đã nói đến đó, chính là chúng ta nên hiểu đó là những gì đang xảy ra hiện bây giờ ở trên thị trường đó bây giờ là có khoảng chừng là gần như là 19 triệu Bitcoin tổng cộng Bitcoin sẽ có sau này đó là 21 triệu thị trường bây giờ có khoảng là 19 triệu Bitcoin nhưng mà trên căn bản đó cái số lượng Bitcoin thực sự mà được giao dịch trên sàn đó ngày càng ít đi điều này chúng ta cũng đã biết rồi những bạn nào mà theo dõi kênh thường xuyên dựa theo crypto tục hoa đó thì tính tới thời điểm hiện bây giờ đó trên những sàn giao dịch tổng cộng chỉ có khoảng chừng là 2,35 triệu đồng Bitcoin mà thôi Trong khi các bạn thấy được tổng số lượng Bitcoin tới gần như là 19 triệu Cái số còn lại ở đâu thì các bạn đã hiểu là một phần lớn à, có thể là đang nằm trong những cái ví chứa lạnh và các bạn thấy được là một phần nữa là bị mất đi tại vì sao tại vì nhiều người đó họ mất khóa cá nhân họ không thể nào lấy được bitcoin của mình cho nên thật ra mà nói đó cái số lượng Bitcoin có thể được giao dịch và mua bán nhanh chóng đó rất là ít chỉ có 2,35 triệu mà thôi mười mấy triệu còn lại đó là đã nằm trong những nơi mà không có di chuyển được cái lý do đây đó là các bạn thấy được là hàng ngày giá kia lên xuống đó nhiều bạn cũng hỏi thuận là thuận chia sẻ là thông tin hàng ngày đó là có Bitcoin hay Ethereum rút ra nhiều hơn nạp vào hay là cái gì đó nhưng mà cái mà thuận chia sẻ với các bạn đó chính là tổng nguồn cung và đó là ảnh hưởng đến dài hạn và các bạn thấy được là cái lên xuống giá hàng ngày đó là nguồn cung và cầu hàng ngày chứ không phải là chúng ta nói tới dài hạn cho nên khi mà chúng ta nhìn vào giá cả lên xuống hàng ngày đó các bạn chỉ thực sự thấy một phần rất nhỏ của thị trường này mà thôi nếu như mà các bạn zoom ra đó thì nếu như mà càng ngày càng ít bitcoin trên sàn hơn đó, thì chỉ cần đợi đến lúc mà chúng ta thấy được là cái nguồn cầu tăng lên thì giá cả cũng sẽ tăng lên rất là nhanh một điều khác nữa được nói đến bởi cái bài thông báo này của bloomberg đó, đó chính là họ nghĩ là khả năng bây giờ mà hoa kỳ cấm crypto hay là bitcoin đó, hầu như là không có và hoa kỳ có thể là có một tiền được số riêng một cái cbdc riêng của họ nhưng mà không có phải là nhanh chóng đâu họ nghĩ là sẽ có nhưng mà không phải nhanh lắm sẽ từ từ Hoa Kỳ trong thời gian tới đây đó thì phần lớn sẽ chủ yếu là chú tâm vào ra lực để mà quản lý thị trường này còn về tiền cơ số già đó thì họ sẽ tiếp tục lấy cái vị trí là tiếp tục ngồi nhìn xem coi là tình hình như thế nào. đó tới đây chúng ta hãy nhìn vào một số những cái tài liệu on chain đi tại vì nhiều bạn cũng rất là thích thường chia sẻ những thông tin này. Thì uh, trước hết chúng ta nhìn vào cái uh, số lượng lệnh đòn 7 Thì các bạn đã thấy được là cái số lượng lệnh đòn 7 bây giờ đó Thì đi hàng ngàn, có nghĩa là không tiếp tục tăng nữa Vẫn ở mức là cao nhưng mà không tiếp tục tăng nữa Nói tới đây đó thì chúng ta hãy nhìn vào một cái thông tin liên quan tới lệnh đòn 7 Đó chính là cái funding rate thì funding rate cái phía qua đêm bây giờ đó là coi như là con số 0 có nghĩa là dựa theo funding rate thôi thì chúng ta có thể thấy được là cái số lượng người long và short đã gần như bằng nhau là trừ 0.004 nghiêng về bên sốt nhiều hơn nhưng mà thật ra nó cũng ngang hàng mà thôi một số những thông tin khác nữa mà các bạn cũng thích xem đó chính là cái số lượng Bitcoin trên sàn và Ethereum đó thì các bạn thấy được là rất là rõ ràng là trong thời gian qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy là Bitcoin rời khỏi sàn chứ không phải là có thêm Bitcoin trên sàn Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cái đường màu xanh này Ethereum thì cũng tương tự Các bạn thấy được là thật ra cũng đi hàng ngang nhưng mà cái xu hướng đó Vẫn là cái xu hướng đi xuống trong thời gian qua càng ngày càng ít Bitcoin Càng ngày càng ít Ethereum trên sàn hơn Về cái số lượng Bitcoin nạp vào và rút ra đó thì để thường check cái net flow cho các bạn Thì net thì hiện bây giờ tính theo ngày thì khi zoom vào các bạn sẽ thấy được là trong cái thời gian cuối tuần qua cái mỗi một thanh này là một ngày thì cũng không có nhiều cái sự thay đổi lắm nhưng mà tới ngày hôm qua thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là thanh màu đỏ nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào và chúng ta có thể tìm thấy thông tin tương tự liên quan tới uh, Ethereum mỗi một thanh này là một ngày thì đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn thì cũng tương tự như là Bitcoin cuối tuần thì nó không có nhiều cái sự dao động lắm nhưng mà cho đến ngày hôm qua thì lại có thêm Ethereum rút ra nhiều hơn là nạp vào và với cái sự tăng giá gần đây đó thì chúng ta có thể nhìn vào cái số lượng Bitcoin đang có lời thì đã nhanh chóng đẩy ngược trở lên. Các bạn thấy được là chúng ta bây giờ đang ở mức là 75% cái số lượng Bitcoin hiện bây giờ là đang có lời dựa theo Class no, Thì vẫn là một cái phần trăm thấp đối với Thuận. Cái mức mà dưới 85 là cái mức à, thấp đối với thuận. Nhưng mà gần đây đó có một lần mà chúng ta thấy cái à, tài liệu CDD đó, Coin Day Destroy. Thì đột ngột đó, cái tài liệu này cho thấy được là cái đường màu vàng này tăng mạnh lên. Có nghĩa là chúng ta có một số lượng lớn Bitcoin lâu năm không di chuyển đâu, một di chuyển. Điều này cũng làm cho nhiều người lo lắng. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta cũng đã biết thêm một số thông tin. Thì à, đây là thông tin liên quan tới là gần đây đó. Các bạn thì được đây là bài viết được chia sẻ ngày 31 tháng 1 nhưng mà Thuận mới đọc gần đây. Đó chính là chúng ta có 93.643 Bitcoin, có nghĩa là khoảng chừng 3,55 tỷ đô la đó, di chuyển trong vòng 23 giao dịch từ một cái ví này qua cái ví khác. Nhưng mà cái số lượng Bitcoin này đó là nguồn gốc là đến từ cái vụ mà hát của sàn Bitfinex năm 2016. Và cái số lượng tiền di chuyển này đó là khoảng chừng 80% của cái số lượng 119.756 Bitcoin đã bị hát từ sàn Bitfinex năm 2016. Chúng ta hiểu được là điều này cũng làm cho mọi người à, đỡ lo hơn. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy cái đường màu vàng này tăng trưởng đó thì nhiều người nghĩ là những nhà đầu tư lâu dài họ nghĩ là đã đến lúc bán Bitcoin của mình rồi. Không phải đây là cái tài liệu là cái số lượng Bitcoin lớn di chuyển từ bí này qua bí khác liên quan tới cái vụ hát của năm 2016 của Sang Bình Trong những ngày tới đây đó chúng ta cần phải quan tâm đến những thông tin nào? Tôi nghĩ là chỉ có một thông tin quan trọng nhất chúng ta cần phải quan tâm đến. Đó chính là thứ sáu này chúng ta sẽ có những cái thông tin. À, thật ra thông tin này là thông tin ngày thứ năm, có nghĩa là ngày 10 tây tháng 2 tại Hoa Kỳ đó. Thì cái thông tin được chia sẻ sẽ là CPI, có nghĩa là cái tài liệu liên quan tới lạm phát là bao nhiêu thì các bạn thấy được là lạm phát đó, được chia sẻ gần đây đó là chúng ta thấy được đây là tài liệu uh, được chia sẻ tháng vừa rồi là 7% nghĩa là từ năm ngoái tới năm nay đó lạm phát là 7% chứng đoán bây giờ là 7,2% có nghĩa là những nhà kinh tế học đó họ nghĩ là cái phần trăm lạm phát sẽ được thông báo thứ năm này sẽ cao hơn tháng vừa rồi một chút là 7,2 so với 7% điều này nghĩa là gì điều này có nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy cái phần trăm lạm phát CPI đó thứ năm này thông báo mà dưới 7,2% thường nghĩ là chúng ta sẽ thấy màu xanh khắp nơi tại vì điều này có nghĩa là phần trăm lạm phát không có tệ như là nhiều người nghĩ cũng như là điều này sẽ làm giảm đi cái suy nghĩ của Fed tại vì Fed đang rất là lo lắng về phần trăm lạm phát nếu như mà phần trăm lạm phát cao hơn 7,2% thì có nghĩa là khả năng là Fed sẽ có những biện pháp gắt gao hơn có thể là tăng lãi suất mạnh hơn điều này là điều thị trường không muốn cho nên nếu như chúng ta thấy phần trăm lạm phát cpi thứ sáu này dưới 7,2%. phần trăm thường nghĩ chúng ta thấy màu xanh khắp nơi một số những thông tin nổi bật khác ngày hôm nay đó thì uh, thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết thông tin này rồi tại vì thường thấy nhiều bạn cũng chia sẻ cái hình các bạn nhìn thấy uh, ở trên màn hình đây là cái uh, tài liệu đến từ nasdaq thì theo thường biết đó là ngày mai đó ngày 8 tây tháng 2 tại hoa kỳ chúng ta sẽ có một cái uh, quỹ đầu tư etf như là quỹ đầu tư hỗn hợp etf sẽ lên trên sàn nasdaq và cái quỹ này đó là lưu trữ những cái cổ phiếu của những công ty liên quan tới Bitcoin và đặc biệt là đào Bitcoin. Nghĩa là đây không phải là một cái Bitcoin ETF mà đây là một cái quỹ liên quan thì công ty mà đào Bitcoin. Thì những gì mà chúng ta nhận được đó là cái quỹ này là một quỹ mà sẽ đầu tư 80% cái số lượng tiền vào trong những công ty đó mà thu nhập hơn 50% là đến từ Bitcoin có nghĩa là phần lớn đó 80% sẽ đầu tư vào những công ty đào Bitcoin và sau đó đó 20% còn lại họ có thể lưu trữ Bitcoin thật sự thì chúng ta thấy được đó là đây cũng là một trong những thông tin lớn được nói tới rất là nhiều chúng ta ngày mai lại sẽ có thêm một cái quỹ đầu tư chứng khoán liên quan tới đào Bitcoin và có thể là nắm dư Bitcoin lên trên sàn Nasdaq ngày mai đây cũng là góp thêm về cái sự bình thường hóa trong thị trường tài chính cho bịt khôi Thông tin kế tiếp thì đây là thông tin mình thường sẽ nói sơ qua thôi tại vì nhiều bạn cũng đã nghe thường nói về thông tin liên quan tới nước Nga nhiều rồi. Thì theo những cái bài báo đó thì ngày 11 tây tháng 2 này ở bên nước Nga sẽ có cái quyết định liên quan tới họ sẽ quản lý thị trường crypto này như thế nào. Chúng ta bây giờ chưa có biết những thông tin chi tiết chỉ biết là ngày 11 tây sẽ biết thêm thông tin mà thôi. Kế tiếp nữa thì những bài nào đó mà là fan của Polygon thì hôm nay chúng ta nhận được thông tin là quỹ đầu tư sequoia capital đã đầu tư 450 triệu đô la vào trong hệ thống của Polygon tại vì đó họ nghĩ hệ thống Polygon sẽ là một cái phần quan trọng của Web3 thì chúng ta thực là Polygon đó, nhiều bạn hiểu đơn giản đó, trước đây gọi là Matic đây là cái mạng lưới tầng hai của Ethereum nhưng mà chúng ta thực là Polygon thì bây giờ đó cũng là một mạng lưới mà cũng có nhiều người sử dụng và thật ra càng ngày càng ngày có nhiều những dự án đó họ tạo ra trực tiếp trên mạng lưới của Polygon nói tới đây đây thì các bạn thấy được là nói về DeFi đó thì Ethereum vẫn đang đứng đầu các bạn thấy được là tổng cái số lượng tiền mà lóc lại trong Ethereum đó là lên tới là 138 tỷ trong khi mà chúng ta đã thấy được là kế tiếp là Terra Luna, cái đó là BSC, cái đó là Avalanche, cái đó là Phantom rồi tới là Solana và sau đó đứng thứ bảy là Polygon Matic. Đây là một trong những cái giao thức mà rất nhiều bạn thích cho nên đây cũng là một thông tin rất là tốt là Sequoia đã bơm thêm 450 triệu để mà thúc đẩy sự phát triển của Web3 trên mạng lưới của Polygon. Các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn hãy comment ở bên dưới. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX. Trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US nhưng mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn